Tập 23. Trương Bảnh, nếu lần sau con thi tốt, mẹ con có đưa con xuất ngoại không? Con không muốn xuất ngoại với mẹ đâu. Con muốn mãi mãi ở với Trương Bảnh. Đi, đi ăn cơm nào. Hôm nay có đùi gà đó. Đi nào. Đây, Siri. Mở WeChat. Xin lỗi nha. Còn giận anh sao? Anh bệnh rồi. Nhục đản. Vui không nào? Hôn cái nào? Ta giới thiệu một người bạn mới cho mày nhé. Nào nào, để tao giới thiệu cho mày. Mày nói với anh ấy đi. Nói vài câu với anh ấy đi. Nguyên Đăng, Thảo Nguyên. Alo. Alo, anh sao rồi? Em mới có một bảo bối. Nếu anh cười không nổi thì đến nhà em xem thử. Đoán chừng anh sẽ vui. Sao vậy? Bảo bối đó để hôm khác xem đi. Anh cảm rồi. Hơi sốt nữa. Sốt sao? Anh uống thuốc chưa? Bao nhiêu độ? Anh đang ở đâu? Ở nhà đây. Anh còn có thể ở đâu chứ? Được, vậy em không phiền anh nghỉ ngơi nữa. Vậy em, em mang cho anh một chút. Alo. Ở nhà chờ tao nhé.
Xin lỗi, đến muộn rồi. Biết tại sao tôi tìm cô không? Vậy tôi xin nói thẳng, không dặm do. Tuy cô giúp tôi tổ chức hôn lễ, nhưng chúng ta cũng xem như là bạn. Với kinh nghiệm nhìn người bao nhiêu năm nay của tôi, thì cô không thích hợp với Trương Mảnh. Tôi vốn là không thích hợp với Trương Mảnh. Cô nói đúng lắm. Hôm nay tôi thấy ánh mắt cô nhìn tôi ở văn phòng, tôi nghĩ chắc chắn là cô đã hiểu lầm. Tôi là chủ nhà của căn nhà đó, anh ấy là khách thuê, mà chúng tôi mới quen biết nhau ở hôn lễ của cô thôi. Tôi cũng không biết anh ấy đang thuê nhà tôi hơn một năm rồi. Tôi không phải vì Trương Mảnh đâu. Tôi đã ly hôn với anh ấy rồi. Anh ấy yêu ai không liên quan tới tôi. Tôi vì con trai của tôi thôi. Cô vì Dương Dương và cô nói tôi với Trương Mảnh làm gì chứ? Tôi cũng không nói gì Trương Mảnh. Dương Dương là con trai tôi. Cô muốn thay thế tôi là không thể. Cô sợ tôi giành Dương Dương với cô sao? Tôi từng gặp hai người phụ nữ thương lượng về đàn ông, nhưng cái này là thương lượng về trẻ con thì có vẻ hơi hiếm. Cô với Dương Dương là cốt nhục ruột thịt, sao tôi cướp được chứ? Cô đi họp phụ huynh đúng không? Cô là gì của nó? Cô có quyền gì? Cô tự tôi muốn đi sao? Đúng vậy, tôi rất thích Dương Dương, nhưng tôi có thích nó cỡ nào cũng không đến nỗi nuôi con người khác như con của mình, đúng không? Như phàm là lựa chọn của Dương Dương, cô thấy hợp phụ huynh như vậy, nó sẽ muốn ai đi? Tôi thừa nhận trước đây tôi chưa làm tốt, nhưng giờ tôi muốn là một người mẹ tốt. Tôi không có cơ hội sao? Có chứ, đương nhiên là có. Nhưng có cơ hội hay không, chuyện này cô không cần nói với tôi. Tôi đi đây. Phải rồi, nói thêm câu nữa. Tôi biết cô rất thương Dương Dương, nhưng thương không có nghĩa là khống chế. Có lẽ cô nghĩ đó là đúng, nhưng mà Dương Dương không thích điều đó. Bye bye. Sao em lại ngủ ở đây? Em ngủ ở đây cả buổi rồi. Em nghĩ chắc anh đang ngủ, nên em không dám gõ cửa. Em cứ ngồi đây nghe tiếng động bên trong, nào ngờ cứ nghe rồi ngủ quên lúc nào không biết. Anh định đi đâu vậy? Anh đi mua thuốc. Sốt đến chịu không nổi rồi. Nóng thật đó. Lúc anh gọi cho em sao không nói với em? Không phải anh nói với em là anh đang sốt sao? Em đâu biết nghiêm trọng như vậy. Mai mẹ em bụng dạ tốt tự đến đây. Nè, em lấy thuốc cho anh. Uống rồi đi nằm đi.
Em mua cái gì vậy? Nguyên liệu nấu cháo cho anh. Em đoán là anh ở nhà một mình, chưa ăn gì, đồ ăn ngoài đâu ngon bằng em làm. Mấy đồ ở nhà cũng hết rồi. Nằm đi, em đã mua một ít cho anh. Nằm ngay ngắn vào. Alo, chào. Chào cô Thư. Thời gian trước cô đến hỏi về tài liệu trường tiểu học ở Mỹ. Chúng tôi sắp xếp chỉnh sửa một phương án chi tiết. Cô xem khi nào cô rảnh. Gần đây tôi hơi bận. Chuyện xúc ngại tạm để sang một bên đã. Chờ tôi xong việc tôi sẽ liên lạc với bên cô sau. Cảm ơn, tạm biệt. Có cần anh giúp không? Anh đâu có nóng dữ đâu. Không cần anh giúp, em đã làm xong rồi. Anh không yếu đuối như vậy, không phải cảm sốt thôi sao? Bệnh thì nên thừa cơ làm nũng chứ. Bình thường đàn ông không có cơ hội này đâu. Giờ có lần như vậy sao không tranh thủ làm nũng? Anh hỏi em, cuộc hẹn lần trước của chúng ta còn tính không? Hẹn gì? Lần nào? Doanh trại ngoài trời. Đã nói không gặp không về. Còn gặp lại sao? Từ lần chúng ta gặp nhau trên đường, những lời đã nói trước đó đã không tính rồi. Nghĩ cũng phải. Thượng Hải lớn như vậy, chúng ta có thể gặp được nhau. Nói rõ ông trời thấy chúng ta phải ở bên nhau rồi. Ở bên nhau giết thời gian, chơi với nhau, nên mọi chuyện như cũ. Được chứ? Ăn cháo đi. Mẹ, xin lỗi, con không nên nói chuyện với mẹ như vậy. Ngồi xuống ăn cơm trước đi. Sau khi ba con thất nghiệp thì không tìm được việc nữa. Năm đó con 3 tuổi, nợ đến phải bán hết đồ đáng tiền trong nhà. Mẹ mới biết ông ấy thiếu nợ bên ngoài. Tiền dành dụm trong nhà đã bị ông ấy thu sạch hết. Mẹ, sao mẹ lại không nói mấy chuyện này sớm với con? Có gì hay mà nói, đều là chuyện đã qua.
Chẳng phải mẹ còn con sao? Mẹ chỉ mong có thể nhìn thấy con vui vẻ, trưởng thành, vui vẻ sống. Không ngờ mẹ vẫn làm sai. Mấy năm nay mẹ hy sinh cho con biết mà. Mẹ chăm sóc con, bảo vệ con. Nhưng bà mẹ, con lớn rồi, con phải chăm sóc mẹ, học chăm sóc người bên cạnh con chứ. Con chăm sóc ai cũng được, chỉ có Hà Đại Diệp là không được. Cô ta đã hơn 30 rồi, có thể tự chăm sóc mình. Đây đâu phải vấn đề tuổi tác. Dù giờ con không ở bên cạnh Hà Đại Diệp, thì chờ con 30-40 tuổi tìm một cô bé 18, mẹ chê người ta nhỏ, nên đó không phải là vấn đề. Tuổi tác không quan trọng, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau. Xã hội hiện đại, giới tính còn không phải vấn đề. Con mới 23, quá ngây thơ. Người như Hà Đại Diệp hơn 30 mà có thể ở Thượng Hải tự lập. Con biết họ nghĩ gì không? Mẹ sợ con bị tổn thương thôi. Con biết cô ấy nghĩ gì nên con mới thích cô ấy đó chứ. Mẹ thực sự không biết Hà Đại Diệp thực sự không phải người như mẹ nghĩ. Sức chăm chỉ làm việc, nghiêm túc sống, giống như mẹ ở tuổi đó. Trước đây lúc con ở công ty kia, đám đồng nghiệp toàn bắt nạt con, chỉ có cô ấy ra mặt giúp đỡ con. Bà chủ mắng con, cô ấy nói chuyện giúp con. Trên đời này trừ mẹ ra chỉ có cô ấy quan tâm con nhất thôi. Nên con mới thích cô ấy. Con muốn chăm sóc cô ấy. Mẹ đưa con lớn lên không phải vì để con chăm sóc bất cứ ai. Mẹ còn muốn con người có thể chăm sóc con trai mẹ kìa. Hà Đại Diệp đã chăm sóc con đó, chăm sóc con nhiều lắm. Hai người bên nhau nên chăm sóc nhau. Mấy năm nay mẹ đã rất chăm sóc con phải học theo mẹ, học chăm sóc người khác. Mẹ nói xem, giờ con trai mẹ ngày nào cũng chờ người chăm sóc thì mẹ giáo dục con thất bại rồi. Mẹ, con đã lớn rồi, con không muốn có mọi thứ mẹ cho con. Đúng, mọi thứ đều rất tốt đẹp, nhưng con muốn có thể có một người liều mạng với con, cùng cố gắng với con, cùng nhau lập nghiệp, tạo ra cuộc sống riêng. Lớn rồi không cần mẹ nữa, muốn chăm sóc người khác rồi. Mẹ chờ con một chút. Con đã học lại lần nữa, lần này chắc chắn rất ngon, con làm lại cho mẹ. Uống thuốc rồi. Được rồi, uống thuốc xong rồi. Ăn cơm luôn rồi. Giờ ngủ một giấc đi. Em bảo đảm ngày mai anh sẽ mạnh như trâu. Cảm ơn em. Hôm nay đã nói cảm ơn em bao nhiêu lần rồi. Chẳng có chút sức. Sao vậy? Muốn đuổi em đi sao? Không, anh chỉ muốn nói là giờ này rồi. Em con gái về muộn nguy hiểm lắm. Anh lại không thể tiễn em. Đây không phải chuyện anh nên nghĩ. Anh cứ ngủ ngoan đi. Ngủ rồi em sẽ đi. Ngủ đi. Anh còn chưa tắt đèn. Chờ chút. Lúc nhỏ anh có chơi trò này chưa? Gì vậy? Nhìn xem. Lúc nhỏ em rất ấu trĩ, ngày nào cũng nghĩ có ngày nào em trở thành chim thì hay biết mấy, bay lên trời, đổi góc độ, nhìn người trên thế giới. Có gì mà coi? Cũng như nhau mà. Lạnh lùng, vô tình. Sao anh bi quan vậy? Em thấy đủ góc độ thì con người sẽ đẹp hơn. Như tự sướng nghiêng 45 độ mãi là dáng vẻ đẹp nhất. Hôm khác anh dẫn em biến thành chim nhé. Nhìn người 90 độ. 90 độ. Lật lại góc độ, góc đẹp cũng lật. Thế nào? Anh không sợ em biến thành chim bay đi rồi không về nữa sao? Không sợ. Anh sẽ cầm dây kéo em. Chẳng phải anh muốn tắt đèn sao? Đi đi.
Đúng rồi. Gia Gia, hai chúng ta không giấu được nữa rồi. Thực ra tôi biết nhiều năm nay đã gây không ít phiền phức cho cô. Hôm nay lại nhờ cô giúp, thật xin lỗi. Nhưng Gia Gia, nếu lần này cô tiện, có thể giúp tôi một lần không? Giờ tôi phải có việc. Anh Mảnh, không dễ nha. Cuối cùng anh chịu chủ động mở miệng tìm người giúp rồi. Nên như vậy từ lâu rồi. Cô đừng cười tôi. Đã lúc nào rồi? Tôi biết nhờ cô giúp rất khó xử cho cô. Nhưng mà không có gì khó xử hết anh Mảnh. Chúng ta quan hệ gì chứ? Tôi giúp anh là nên mà. Nhưng gần đây tôi vừa mới từ lần trước công ty hủy hợp đồng với anh. Tôi cũng không làm ở đó nữa. Cô nhảy đi đâu? Trung tâm mua sắm điện máy. Anh không biết, tôi biết sale lắm. Thay vì ở công ty nát đó tức giận phải nuốt vào, chỉ bằng tôi làm chuyện mà mình thích. Anh đừng nói, không chỉ có một số chuyện anh giúp được thật đó. Tôi về sẽ nghe ngóng giúp anh. Được, chắc chắn được, chỉ cần kiếm được tiền gì cũng được. Được, tuy giờ anh không phải người mẫu, nhưng dù sao cũng từng đi cắt quốc. Chúng ta không thể hạ giá. Ăn no còn chưa dám chắc. Có giá gì chứ? Tôi không làm dáng đâu. Bao dọn mấy thứ này đi. Đúng rồi. Mấy anh, chờ một chút nữa tháo ra nha. Vất vả cho anh rồi. Lão Hà, ngày mai còn hôn lễ đó. Cái bục này vẫn tháo ra sao? Tặng hồng tay để lại mùi. Giữ lại cho người ta đi. Người ta cùng anh mà. Được, đi. Thạch đâu? Gần đây cậu đi đâu vậy? Cậu còn biết đến sao? Hôm lễ sắp kết thúc rồi, cậu có biết không? Tôi nhớ cậu nghỉ phép, có phải kết thúc giờ hôm nay không? Kết thúc rồi thì cậu nên bao giờ giúp chứ? Cậu xem ở đây bận rộn chưa? Sao cậu ấy lại có phép mà mình không có? Cậu ấy đến công ty trễ hơn mình mà. Cậu là sếp phó, cậu nghĩ gì chứ? Cậu xem mình có nghỉ không? Mình gì mà mình? Được rồi. Muốn nghỉ đúng không? Được thôi, vậy thì làm hết mấy việc này đi. Còn nữa, cậu nghỉ không lương. Làm việc đi. Từ từ thôi. Đại Diệp, tôi gọi chị. Chậm thôi. Chuyện gần đây, tôi muốn xin lỗi chị. Xin lỗi. Cậu xin lỗi tôi làm gì? Hai chúng ta vốn trong sạch mà. Mấy lời đồn đại đó tôi không để trong lòng. Bình thường lúc chúng ta làm việc, cậu là nhân viên của tôi. Về riêng tư thì cậu là em trai tôi. Đến thật đầu, đừng nghĩ quá nhiều. Thực sự không sao đâu. Mau làm việc đi. Ăn gì đây? Cậu phải mời chúng tôi ăn bữa ngon đó. Tại sao? Khi nào cậu mời chúng tôi ăn bữa ngon đây? Mình... Hà Đại Diệp, còn nhảy nhót được sao? Tôi tưởng cô nhờ lừa gạt đã vào trong rồi chứ. Giờ phúc của cô vẫn sống rất tốt. Một ngày có cô thì sẽ có tôi. Hơn nữa cô không thấy hai chúng ta sẽ sống lâu trăm tuổi sao? Thạch Đào cũng ở đây hả? Sao đây? Đúng là vật hợp theo loài, không thể tách rời. Sao hả? Thấy chị tôi trẻ hơn cô, đẹp hơn cô, còn có trai trẻ đeo theo, cho nên ghen tị sao? Ăn nói nhanh nhẹn đó, luôn nhanh nhẹn hơn cái miệng cô nhiều.
Đi thôi, nói chuyện với hạng người này buổi trưa hết ngon. Đi thôi. Quay lại đây. Tháo sân khấu. Hôm lễ công ty chúng ta để sân khấu cho cô ta làm gì? Đúng đó, cậu xem cô ta. Mình phải lên tán cô ta bạc tay. Đi đi, làm gì vậy? Chỗ cần nhịn vẫn phải nhịn. Được rồi, đừng tính toán với cô ta. Đi thôi. Người ta đông người đó, mình mạnh lắm. Được rồi. Thạch Đào, ở đây gần nhà cậu, cậu về trước đi. Này, tại sao chứ? Cậu ấy mới đi làm mà. Đây cũng gần nhà mình muốn bắt xe về. Không sao đâu, tôi về chung với hai chị. Đại Diệp, chuyện hôm đó tôi xin lỗi giúp mẹ tôi. Có thể cho tôi xin lỗi không? Cậu đừng có nói xin lỗi tôi hoài. Sao cậu thích xin lỗi quá vậy? Chuyện đó tôi không có để trong lòng. Mà mẹ cậu dù làm gì cũng là vì tốt cho cậu. Cậu yêu bà ấy nên đừng cứ chống đối bà ấy. Đối xử tốt hiếu thảo với bà ấy, được không? Tôi biết rồi. Sau này chị có thể đừng dạy tôi như trẻ con được không? Chị cứ dạy tôi hoài. Tôi lớn rồi. Tôi cho cậu biết, dù cậu cao lớn thế nào thì trong mắt tôi cậu cũng chỉ là trẻ con, có biết không? Nào, cầm đi đón xe. Đã nói tôi lớn rồi, tôi có tính toán. Phiền đưa thằng nhóc này về đi. Chị xem chế trả tiền cho tôi kìa. Cảm ơn đi, không cần đâu. Túi tôi còn tiền, đừng nói nhảm nữa, mau đi đi. Hà Đại Diệp, tôi cho chị biết, chắc chắn tôi sẽ chứng minh cho chị thấy tôi là đàn ông đỉnh thiên lập địa, không phải chứ? Tự nhiên chứng minh với tôi làm cái gì? Bị ngốc sao? Mình thấy đầu cậu bị hỏng thì có. Tại sao cậu phải cưng chiều quấy như vậy? Mình cũng muốn tăng ca sớm đây. Mình cũng muốn tiền lương đưa đón. Người thẳng thắn không nói dòm cho. Cậu tốt với Thạch Đầu như vậy, cậu cũng có ý với cậu ấy sao? Ý của cậu là gì chứ? Cậu nói thẳng với mình đi. Chuyện Thạch Đầu thích cậu, cậu không chậm nhịp như vậy chứ? Đừng nói là nhìn không ra. Nhìn ra thì sao? Cậu ấy mấy tuổi, mình mấy tuổi? Hai tụi mình đứng chung kỳ cục lắm. Đừng ồn ào nữa. Ý cậu là không phải không thích, mà là thân bức do kỹ sao? Cậu hư não rồi hả? Mình xem cậu ấy như em trai mình thôi. Được chứ? Được, được, em trai. Mau bắt máy đi. Vốn là vậy mà. Alo, sếp Dương. Chào. Thời sao, quảng cáo à? Hay quá, hay quá. Quảng cáo đồ bảo hộ. Không, không, bảo vệ môi trường rất tốt. Được, được, tôi đến đúng giờ. Được, cảm ơn. Quảng cáo? Cậu vào ngành quảng cáo từ lúc nào vậy? Là tự quay hay được quay? Mình làm người mẫu được không? Đừng quậy nữa, giờ giúp Trương Mạnh đó. Bà chủ như cậu cũng được ha, rất toàn diện. Không chỉ cho người ta đại diện công ty, còn đích thân bắt mối giúp. Người ta cũng khó khăn mà. Một người đàn ông nuôi con, công ty chúng ta vừa phát triển cũng không kiếm được tiền nhiều. Không nhận riêng thì húp cháo sao? Đúng, cũng khó khăn. Chắc mình dễ, vừa cho tiền xe, vừa tìm muối cho, chỉ có mình là khổ. Hôm khác tặng cậu một cái khuyên tai, được chưa? Sáu giờ mai anh chờ em dưới lầu cho em một bất ngờ. Sớm quá vậy không nổi. Chuyện gì vậy? Alo, số cuộc là chuyện gì? Alo, cái gì mà vậy không nổi? 6 giờ ngày mai chúng ta đã hẹn rồi, anh đi đón em. Có chuyện gì anh nói chuyện trong điện thoại không được sao? Nghe còn bất ngờ gì? Không sao, nói sớm bất ngờ sớm. Không được, anh đã chuẩn bị rất lâu đó, em phối hợp một chút đi. Hơn nữa cũng để anh thể hiện một chút tình cảm với em chứ, được không? Nhưng mà, như vậy đi, quyết định như vậy nhé.
Alo, alo. Bách hợp dạy cũng là xuân. Được đó, bất ngờ đồ. Mình không biết là bất ngờ hay kinh sợ nữa. Mà mình không phải bách hợp dạy, mình là Hoa Hướng Dương. Mình thấy cậu là dưa hấu. Sếp Lâm, cô dâu chú rể vào rồi. Được, cẩn thận bậc thang. Chậm thôi. Cô dâu đứng bên phải. Cô dâu đứng bên phải chú rể. Nào, chỗ này. Đúng rồi. Cô dâu đúng rồi. Một tay kéo váy. Đúng rồi, nâng lên. Chú ý vẻ mặt. Chút nữa sẽ có ánh sáng chiếu vào, sẽ chiếu theo bạn. Dâu phụ, rể phụ phía sau, theo sát một chút. Chậm thôi. Tình huống gì vậy? Xin lỗi, chúng tôi sẽ sửa lại, sẽ sửa lại ngay. Bây là giờ chỉ mới tập vợt thôi. Xin lỗi, xin lỗi. Mấy anh làm kiểu gì vậy? Chuyện gì vậy? Không biết nữa, nâng lên đi. Quân, chuẩn bị xong chưa? Anh xuất phát ngay đây. Được, được. Chút nữa gặp. Cướp trước nhé. Em ăn mặc kiểu gì vậy? Sao hả? Không phải nói cho em bất ngờ sao? Mau đi, xong rồi em lên, ngủ bù một chút. Ngủ gì mà ngủ? Mau lên đến trặt rửa mặt, thay đồ, chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Xuất phát đi đâu? Dẫn em đi làm chim. Làm chim gì? Đi thật sao? Đương nhiên rồi. Chẳng phải hôm đó đã nói rồi sao? Bất ngờ của anh to thật đó. Em xin nhậm tâm ý, nhưng mà hôm khác đi. Hôm nay khó lắm em mới được nghỉ, em muốn ngủ thêm một chút. Ngủ cái gì, ban ngày ban mặt ngủ gì mà ngủ. Không phải hôm nay em thực sự không ổn, em sợ đi rồi. Em hai không nổi sẽ mất hứng đó. Hôm khác đi. Không được, không không không. Chỉ cần em đến đó là được thôi, anh đã chuẩn bị lâu lắm rồi. Nể mặt anh đi. Buồn ngủ đúng không? Nào, một, hai, một, hai. Sao hả? Được rồi. Còn buồn ngủ không? Được rồi. Được chưa? Đi 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 đi. Đi sớm, về sớm, em phải về ngủ bù. Được, mau đi đi. Đúng rồi, lấy chìa khóa xe xuống nha. Xe anh hết điện rồi. Lái xe em đi. Bạn có thể cho anh nhưng xe thì không. Đây là quy tắc chuẩn cuộc đời em. Vừa khéo anh có mang theo đao. Em phá lệ một lần đi. Xe anh hết điện thật. Chạy nữa đường hết điện tính sao? Tại sao vậy? Xe em không thể lái ra khỏi cửa. Bình thường cả đường ngoài này em cũng không ra. Nếu chỗ ăn uống đường hẹp quá, em cũng sẽ tìm một bãi đổ xe để đậu xe, rồi em mới qua đó. Em không sao chứ? Xe mua mà không chạy sao? Em mua làm gì chứ? Sao hả? Xe này xin vàng được sao? Sao vậy? Em yên tâm đi. Có gì chứ? Anh lái máy bay đó. Máy bay mấy trăm triệu còn lái được. Xe này anh lái không được sao? Không phải lái xe mà là không được đụng vào. Được, đi thay đồ đi. Anh thuê xe được chứ? Xe gì chứ? Được rồi, bỏ đi, đừng thuê nữa. Mất lòng trước được lòng sau. Anh mà dám đạp xe em lột da anh đó. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Mau đi, nhanh lên. 1, 2, 1, chạy nào. 1, 2, 1, chạy. 1, 2, 1. Mở cửa. 1, 2, 1. Phiền chết đi được. Xe này của em không chạy được. Sao chỉ chạy chút như vậy? Cả GPS của em nữa, sao không update lên đi? Anh đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc anh có biết đường không vậy? Sao anh không biết đường chứ? Xem cảm thấy đường này hình như đi qua rồi. Đường cao tốc mà, đường nào lại không giống nhau? Yên tâm đi, cứ giao cho anh. Anh chạy qua cửa ra rồi. Có sao? Không sao đâu, đừng gấp. Anh còn chạy đi đâu nữa? Anh mau quạnh lại đi. Anh mở đèn đi. Mở đèn gì? Anh còn không biết đường được sao? Chỉ lỡ một cửa thôi mà. Anh vòng lại cho em. Anh tưởng là đường hai chiều sao? Nó vòng là vòng. Anh còn chạy đi đâu đấy? Mau chạy bên này đi. Tìm chỗ ra đi.
Em biết đàn ông lái xe phiền nhất là gì không? Phiền nhất là phụ nữ ở bên cạnh lèm bèm, cứ như súng liên thanh. Anh không biết đường được sao? Cần em chỉ sao? Biết đường gì chứ? Đường trốn sao? Bỏ đi. Cầu người chỉ bằng cầu mình. Em tự tra. Không cần tra đâu. Đừng nói nữa, anh biết đường mà. Phía trước có một ngã xa. Xa ở ngã đó. Nếu còn không ra, em cho anh biết. Anh không biết mình sẽ vòng về đâu đâu. Chỉ có lối xa này thôi. Cơ hội duy nhất đó, bao tắp vào. Còn 1 km nữa mà. Gấp gì chứ, anh tắp vào đi. Chút nữa là không kịp đó. Anh tắp vào bên phải, nhanh lên. Tắp tắp tắp, nhanh lên. Mở đèn, mở đèn, mở đèn. Quẹo phải, quẹo phải. Mà quẹo phải đi, nhanh lên quẹo phải. Không phải anh lái máy bay rồi sao? Sao lái xe cũng không được vậy? Máy bay lái tự động. Để anh xem. Không sao đâu, đi bảo hiểm. Tránh ra. Em tháo anh ra rồi giá lại cho anh. Anh chịu không? Có cực vậy không? Bình thường em hào phóng lắm mà. Sao đụng tới xe là như bảo bối vậy? Như vậy đi, anh đổi mua bảo hiểm mới cho em. Ngoài ra anh sẽ thay hết xe cho em. Anh thay hết toàn bộ cho em, chịu không? Nè, cũng đâu thể cứ ngồi đây mãi. Được rồi, mau đi thôi. Không đủ thời gian đâu. Lên xe. Em làm gì vậy? Em tự lái. Có phải chúng ta đến nhầm chỗ không? Anh đẹp trai, anh cũng đến thử quảng cáo sao? Tôi đến phỏng vấn. Quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Đúng rồi, đây chính là quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Chỗ phỏng vấn, cơ bắp được nha. Tiếc là anh đang mặc đồ. Nhưng mà không sao, chút nữa ai cũng sẽ cởi. Cởi sao? Đương nhiên rồi, quảng cáo này là phải lộ đó. Không phải quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe sao? ABCD sinh tố gì mà phải cởi? Cái tào lao gì vậy? Sao vậy? Làm gì vậy? Tốt xấu gì cũng là khách của cô mà. Tốt xấu gì cũng là khách cô giới thiệu. Chúng ta đi như vậy, sao ăn nói với khách của cô? Phải nể mặt chứ. Không nể thì không nể. Cái trò thối này, tôi không cần khách hàng đó. Gì chứ? Quay cái này mất mặt lắm. Cô nhỏ tiếng thôi, cô xem mấy người họ. Mà tức giận là đánh cô đó, tôi đỡ không nổi đâu. Anh đứng xa tôi ra, đừng nhảy qua tôi. Hai gì chứ?
Tôi biết cô muốn tốt cho tôi, nhưng mà xa xôi đến đây không vào thì tiếc lắm. Vì là cởi thôi mà. Trước đây lúc làm nghề mẫu cũng cởi. Giống sao? Anh cởi được, nhưng không được thấp kém biết không? Đây là vấn đề nguyên tắc. Tôi lăn lộn vậy rồi còn nguyên tắc cái gì chứ? Lộ hay không, cô nói lại với người ta đi. Tôi xem cơ bắp người ta tập còn tốt hơn tôi đó. Tôi già rồi cũng chưa chắc đậu. Cô cứ xem qua thử với tôi đi, được không? Cũng xem như để mặt khách cô. Được rồi, nhưng bà nói trước, anh vào rồi phải biểu hiện cho tốt, biết không? Được, tôi biết rồi. Đi thôi. Người tiếp theo. Đến anh đó. Điếc sao? Danh lên lại mệt quá, mau cởi đồ ra. Cởi áo khoác ra, tôi cầm giúp anh. Cởi mấy cái. Cởi mau đi, những cái gì cởi hết đi. Được rồi, mau bắt đầu. Được, bắt đầu được rồi. Nhìn dáng của anh kìa, bị người ta điểm nguyệt sao? Làm động tác gì đó xem.